Hàng thiện tinh mãi mê trần cảnh, na nghiệp bướng bề nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trì rảnh ráng, nào phiền kết được sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật gợi khen. Vượt sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Tịnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, vì nơi đây tâm đạo tịnh thành. Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học ngữ vựng như sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 237. Như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa, và con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ Nam Mô Bụt A Di Đà. Dạ Nam Mô, con kính lễ chư tăng, đến thượng tọa minh hạnh, này đức tuệ đức, cùng chư quý vị đang tham gia diễn đàn pháp cú kinh. Và ngày hôm nay ngày thứ sáu, và tuần lễ thì chúng ta sẽ tiếp tục với câu kinh pháp cú. Số 237 Phẩm Câu Quế Mà Lao Quốc Vô Mình Lao Quốc Gác. Dạ cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu âm thanh tốt ạ. Dạ bây giờ quý vị đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ bắt đầu cho buổi sinh hoạt ngày hôm nay. A-ra-hăng Sama Sambuddho Bhagava Buddham Bhagavantam Abhivadimi Sokkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namami. Dạ Nam Mô Bụt A Di Đà. Một lần nữa con xin thành kính đảnh lễ chư tăng và mến chào toàn thể quý vị đã tham gia diễn đàn pháp cú kinh ngày hôm nay, ngày thứ sáu. Dạ hôm nay diễn đàn pháp cú kinh chúng ta sẽ tiếp tục với câu kệ ngôn pháp cú số 237 phẩm Cấu Quế Ma La Quát Gát. À, trước khi đi vào cái bài học sinh hoạt ngày hôm nay thì Tịnh Đạt xin được có một cái thông báo nho nhỏ. Vào ngày Chủ nhật, lớp ôn tập cuối tuần Chủ nhật ngày 19, bên nay 17, 18, 19, và ngày 19 tháng 6 đó, tức là ngày mai ngày 1 đó, ở theo giờ Việt Nam thì ngày Chủ nhật Tịnh Đạt bận không có vào sinh hoạt được, cho nên chúng ta sẽ nghỉ một buổi ôn tập cuối tuần. Dạ xin quý vị quan hỷ cho. Vào cái ngày đó thì trên chùa chư các sư tổ chức trại hè một tuần lễ cho các bé, các em thiếu nhi. Dạ kéo dài một tuần lễ, cho nên sẽ không có vào để tham gia cùng quý vị trong cái ngày Chủ nhật được. Dạ xin quý vị quan hỷ cho. Dạ bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái ngày hôm nay, câu kệ ngôn của số 237. Cô
Cô Kệ Ngôn Pháp Cú số 237 Phẩm Cổ Quế Ba La Quốc Giá có nội dung như sau. Upanita vayo cha danisi sambhaya to si yamasa santike vaso te nati antara ba thay yang bi cha te na vichati Upanita vayo cha danisi sambhaya to si yamasa santike Vaso te nati antara ba thayang bi cha te na vichati. Đời ngươi nay sắp tàn, tiến gần đến Diêm Vương. Giữa đường không nơi nghỉ, đường trường thiếu tư lương. Đời ngươi nay sắp tàn, tiến gần đến Diêm Vương. Giữa đường không nơi nghỉ, đường trường thiếu tư lương. Bản biên ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dạ, Nam Mô Bức Thầy Giác. Trước tiên thì chúng ta cũng sơ lược ngữ vựng của câu Kệ Ngôn Pháp Cú số 237 này. Upanita vayo cha danisi sambhayato si yamasa santike vaso te nati antara patheyambi cha te na vichati. Bản Việt ngữ văn xuôi của Ngài Inda Chanda Chánh Tân. Và giờ đây người có sự diệt vong đã đến gần. Ngươi đã tự đi đến gần thần chết. Không có chỗ trú ngụ ở khoảng giữa cho ngươi, và tư lương của ngươi cũng không có được biết đến. Câu đầu tiên, Upanita vayo cha danisi. Upanita vayo cha danisi. Upanita vayo. Ở đây chúng ta có cái từ là upanita cộng với lại vayá. Upanita cộng với vayá. Upanita có nghĩa là đưa đến gần. Đưa đến gần. Quá giá có nghĩa là cái khoảng thời gian mà chúng ta tồn tại ở trên cái cuộc đời này á, chúng ta gọi là cái tuổi thọ. Hay là chúng ta nhớ trong cái phần mà sanh ra rồi trụ lại rồi diệt đi đó. Thì chữ quá giá này là cái thời gian trụ, tức là cái khoảng thời gian mà chúng ta có mặt và chúng ta mất đi ở trong cuộc đời này. Đa ní xí, chúng ta có cái từ là đa ní cộng với á xí. A chữ na chá và đa ní xí, đa ní cộng với á xí. Đa ní viết tắt hay là rút gọn của cái từ là ý đa ní. Ý đa ní. Giờ đây nè, giờ đây. A xí là động từ, có nghĩa là trở thành. Ở trong cái Việt ngữ chúng ta có cái, chúng ta dịch thấy cái từ là có đó. Và giờ đây người có, chữ có đây là chữ á xí mà ra, trong cái nghĩa á xí. Rồi câu thứ hai, sambhayato si yamasa santike. Sambhayato si yamasa santike.
Sambatayo, Sambatayato si, thì chúng ta cũng có từ là Sambatayato cộng với asi. Sambatayato có nghĩa là đi đến gần, tự đi đến, tự đi đến, tự đi đến, tự sang, chữ sang cộng với lại với yato, tự đi đến. A xí thì nó cũng có nghĩa mà giống như ở trên. Yamasa Santike, Yamasa ở đây chúng ta có từ là Yama, Yama thần chết hay là diêm vương đó. Yama Santike là gần, gần, chứ là người tự đi đến gần với thần chết. Yamasa Santike. Câu kế tiếp là Wasote Nati Antara. Wasote Nati Antara. Waso có nghĩa là chỗ trú. Waso chỗ trú. T là đối với ngươi hay là cho ngươi. Nathi là không có. Và Antara là ở khoảng giữa. Ở khoảng giữa. Rồi câu cuối cùng, ba thầy dâm bí cha tê na quý trà thí. Ba thầy dâm bí cha tê na quý trà thí. Ba thầy dâm bí. Ba thầy dâm bí cha tề na quý trà thí. Ba thầy dâm có nghĩa là cái tư lương. Tư lương được giải thích đó là giống như là vật mang theo khi đi đường, đường xa. Tư lương hay là hành lý đó. Cha là và, tê là của người, ná là không, Uchati là được biết đến. Hay là chúng ta nói cho nó gọn đó là không có đó. Và thầy dâm bí cha tê na Uchati. Vậy như vậy thì chúng ta vừa sơ lược ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 237 này. Và một lần nữa thì câu kệ ngôn pháp cú số 237 có nội dung như sau. Upanita vayo cha danisi sambayato siyamasa santike vaso te nati antara bhateyambi cha te na vichati. Đời ngươi nay sắp tàn, tiến gần đến Diêm Vương, giữa đường không nơi nghỉ, đường trường thiếu tư lương. Dạ Nam Mô Bụt Thầy Giác. Tiếp theo sau thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái duyên sự cũng như là ý nghĩa của câu kệ ngôn pháp cú số 237 này. Câu kệ ngôn pháp cú số 237 này nằm trong nhóm 4 câu kệ ngôn pháp cú có cùng một cái duyên sự.
câu 235, 236, 237 và 238 liên quan đến người con trai của ông Hàng Bò Gorata Gokhatarabutta, người con trai của ông Hàng Bò. Do vì là chúng ta đã được nghe rất là chi tiết về cái duyên sự này rồi thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục nghe lại để thứ nhất là đầy đủ trong cái buổi học và cũng như là ôn lại những cái chi tiết ở trong cái duyên sự. Trong cái duyên sự đó thì có những cái vấn đề mà Tình Đạt cũng xin được chia sẻ thêm. Dạ, quý vị vẫn còn nghe âm thanh tốt chứ ạ? Cứ quát chất tí không phải là kiếm đó, cô Nhật Quỳnh ha. Quát chất tí là biết đến. Tình Đạt không có nhìn thấy rõ. Câu kệ ngôn pháp cú số 237 này liên quan đến người con trai của ông Hàng Bò. Nhập đầu câu chuyện thì Đức Phật Ngài giảng câu kệ ngôn pháp cú, nhóm câu kệ ngôn pháp cú tại khi Ngài an ngự tại Chetavana, trụ kỳ viên, liên quan đến người con trai của ông Hàng Bò. Nhưng mà cái câu chuyện nó dẫn đó, dẫn là dẫn từ cái người ba, người cha của người của cậu con trai này là nghề làm nghề đồ kể và có cái thói quen tức là làm thịt những cái con vật, thì cái ác nghiệp đó nó khiến cho ông phải chịu nhiều cái đau khổ. Và cái tột đỉnh đó là khi ông mà cắt cái lưỡi con bò, cắt sống đó để mà làm thức ăn ăn đó, thì cái nghiệp đó nó đã trổ tất cả những cái ác nghiệp mà ông đã tạo đó, thì nó cùng lúc nó trổ quả cho ông, thì ông rất là đau khổ ở trong cái quả ác nghiệp đó và ông quằn quại. Thì chứng kiến cái cảnh như vậy thì người mẹ mới bảo con là hãy bỏ nhà mà đi tìm cái sự an vui, bỏ nhà đi tìm cái nơi nương tựa. Bởi vì khi mà cái người cha đã không còn lý trí nữa thì rất là nguy hiểm. Thì cái người con trong cái nỗi hoảng sợ và cái sự khích lệ của người mẹ đó, thì cậu ta đã bỏ nhà để đi đến một cái xứ khác tên là Takasila. Takasila thì đó là cái nôi của học thuật, cái nôi của nghề nghiệp, cái nôi của tất cả những cái nghề thầy giỏi. Cậu con trai này mới đến cái vùng xứ này để mà học nghề. Dạ, có học nghề. Học nghề về thợ kim hoàn, tức là làm nữ trang đó. Thì khi mà học thành thạo nghề rồi thì cái cậu này cũng là một cái người tốt ở trong xã hội thôi, có cái sự siêng năng, cần cù, rồi hiền lành, là một cái người công dân tốt và một cái đứa học trò rất là ngoan. Cho nên á, cái sự ngoan của cậu học trò cũng như là cái sự cần cù học nghề của anh á, đã cảm động cái lòng, tấm lòng của người thầy, và người thầy đã gả cái cô con gái của mình cho người học trò. Thì cái mối lương duyên này nó rất là tốt đẹp. Tuy nhiên thì theo quan niệm của Phật giáo thì sống ở trong cuộc đời đó mà mình chỉ là hiền lành, mình chỉ đó là giữ một cái thái độ là một công dân tốt đó, thì nó vẫn chưa đủ. Bởi vì đó là cái việc mà chúng ta đang hưởng cái quả của cái kiếp quá khứ mà chúng ta đã tạo. Và trong cái kiếp này thì chúng ta sống biết trên biết dưới, biết nhường nhịn, biết
hiền thiện, nhưng mà chúng ta lại không có tạo cái phước để dành cho cái tương lai á, thì nó vẫn chưa đủ. Cho nên cái trường hợp của cái anh thợ kim hoàn mà lấy được cô con gái của người thầy đó, thì phải nói là gia đình hạnh phúc, sống với nhau có đầy đủ con cái, cũng cũng có cái hạnh phúc gia đình, nhưng mà chưa có đủ. Thì chưa có đủ nó dẫn đến một cái câu chuyện khác, tức là trong cái tuổi về chiều đó, tức là khi mà già đó, hai vợ chồng già đó thì không còn khả năng để mà làm lụng nữa, thì những cái đứa con của hai vợ chồng đó mới là đi tìm hiểu Phật pháp, và cũng như là những người Phật tử ngoan đạo. Thì bây giờ mấy đứa con đó mới nghĩ rằng đó là ba mẹ từ hồi đó tới giờ rất là hiền, sống hạnh phúc, nhưng mà rất là thiếu về cái gọi là tạo dựng cái công đức, tạo dựng cái phước báo để hỗ trợ cho cuộc sống ở trong hiện tại, cũng như là hỗ trợ cuộc sống ở trong tương lai. Mà ở trong kinh Pháp Cú gọi là cái hành trang, cái hành lý, cái tư lương để mà chuẩn bị cho cái sự tái sanh trong cái kiếp luân hồi. Thì những người con có hiếu này mới bắt đầu thảo luận và tìm cách để mà tạo công đức cho cha của mình. Thì họ mới thỉnh Đức Phật và Chư Tăng đến nhà để mà cúng dường, để mà đặt bát cúng dường, và thỉnh Đức Phật ngày thuyết một cái thời pháp phúc chúc đến cho ba mẹ của mình. Thì sau khi Đức Phật và Chư Tăng nhận bát thọ thực, thì Đức Phật ngày đã phúc chúc. Tuy nhiên cái lời phúc chúc ở đây á, nó không giống như là cái lời phúc chúc mà chúng ta thường hay nghĩ. Khi mà nhận cái sự cúng dường hay là nhận cái món quà, thì thường là chúng ta sẽ phúc chúc là bình an, là cái sự may mắn, là cái sức khỏe, chúc tụng lẫn nhau để mà vui vẻ lẫn nhau. Tuy nhiên thì cái lời của Đức Phật ngài chúc sau cái buổi lễ trai tăng đó, thì ngài lại nói về cái sự thật của cuộc đời. Ngài biết rằng chính do cái lời giảng của ngài đó sẽ giúp cho gia đình, và nhất là cái người cha đang trong tuổi già này, sẽ lãnh ngộ được giáo pháp. Chứ không có ai mà đến cái việc đó là cúng dường, chúng ta cho rằng tiệc tùng hay lễ hội đi, mà lại nói những cái lời bi quan, nói về cái sự thật cuộc đời, là nói về cái tuổi già, nói về cái chết. Bởi vì cái lễ này là lễ cầu an mà, lễ cúng dường để cầu an mà, thì không ai lại nói về cái tuổi già hay là cái sự chết cả. Nhưng mà riêng ở trong một trường hợp này thì Đức Phật ngài đã nói về cái tuổi già, ngài nói về cái chết, và hãy bình tĩnh để mà đón nhận, cũng như là hãy cố gắng để mà tranh thủ tạo các công đức. Phải nói đây là một cái điều mà chỉ có người Phật tử mới đủ khả năng để đón nhận những cái thời pháp giống như vậy thôi. Tịnh Đản nói rằng ở trong cái thời điểm hiện tại đó, đa phần các cái gia đình Phật tử đó thỉnh các sư, thỉnh chư tăng về để mà cúng dường trai tăng. Ngay cả mà cái người thân đã là rất là lớn tuổi rồi và cũng không có cái khả năng để mà tìm cái sự sống nữa, tức là đã nằm chờ chết rồi đó, nhưng mà vẫn là sao? Bạch Mích Chư Tăng, thỉnh Chư Tăng tụng kinh cầu an cho ba mẹ, cho người thân, cầu cho được cái sự hết bệnh. Thì thực sự ra lúc đó chỉ có khi nào gặp trường hợp đó là những gia đình Phật tử
phải nói rằng thuần thành hiểu Phật pháp và đủ cái khả năng để mà chư tăng chọn những cái bài kinh hay là chọn những cái đề tài để mà nhắc nhở cho gia đình về cái tuổi già, cái tuổi bệnh và cái tuổi chết. Chứ thường thì sẽ chư tăng sẽ không chọn cái cách đó, mà sẽ chọn cái cách là thỉnh cái tụng kinh cầu an thì vẫn tụng kinh cầu an rải nước. Tại vì cái trường hợp đó mà bây giờ là những người chưa có hiểu Phật pháp ấy, mà mình đi nói về cái sự thật cuộc đời về cái chết ấy, thì họ lại đâm ra là tâm họ càng ngày nó càng sầu muộn. Và đôi khi những người ta quá khích ấy, thì người ta lại đổ thừa. Đổ thừa là các sư này là chỉ là tụng kinh cũng nói về cái xui xẻo. Thì trong trường hợp này Đức Phật ngài đã thuyết lên một cái thời pháp cũng như là cái lời phúc chúc sau cái buổi lễ trai tăng, nói về cái sự thật cuộc đời, nói về cái già, nói về cái chết và làm cái cách nào để mà chuẩn bị cho nó một cách kỹ lưỡng nhất. Thì sẵn đây á, khi mà ở gia đình hay là những bà con thân bằng quyến thuộc của quý vị mà có trường hợp gần như vậy hay là giống như vậy, thì chúng ta hãy giống như là thỉnh chư tăng tụng kinh hay là những có những cái lời mà sắp tấn, phải nói là thiết thực nhất. Không phải vì lịch sự hay là không còn phải cần phải đó là cái cách xã giao nữa, mà phải nói là thỉnh chư tăng nhắc nhở sắp tấn những điều thiết thực nhất ở trong cái giây phút này cho cái người nằm trên giường bệnh cũng như là cho những người thân đang hiện diện tại đó. Thì lúc đó chư tăng sẽ sẵn sàng để mà chọn những cái lời, những cái đề pháp để mà sắp tấn. Còn như mà chúng ta không có cái sự thỉnh cầu mà nó xác đáng như vậy đó, thì chư tăng sẽ có những cái thời kinh cũng như là những cái lời sắp tấn cũng vừa phải thôi, vừa chừng thôi. Bởi vì thưa quý vị rằng á, cái việc mà nhắc nhở ngay trong cái khoảnh khắc ở trên giường bệnh còn khả năng mà lắng nghe được đó, ở trên giường bệnh hay là trên cái giường hấp hối, thì cái khoảnh khắc đó nó có một cái sức mạnh nó rất là hữu hiệu ngay cho cả cái người bệnh đương sự cũng như là những người xung quanh. Bởi vì sao? Chúng sanh á, đa phần á, là chúng ta biết khổ nhưng mà chúng ta không có sợ khổ. Chúng ta biết khổ không sợ khổ là sao? Khi mà thấy khổ đó thì chúng ta mới sợ, chúng ta mới lo tu, chúng ta mới quan tâm với Phật pháp, quan tâm với thiện pháp. Nhưng mà bình thường khỏe đó thì chúng ta lại không có sợ. Khỏe mà thì lo hưởng thụ, lo đi kiếm tiền, lo đi làm giàu, lo đi hơn thua, tranh giành. Nhưng mà khi bệnh, ngã bệnh hay là hấp hối đó, thì bao nhiêu cái gọi là tranh giành, bao nhiêu cái là hơn thua, nó không còn ý nghĩa gì hết. Mà lúc đó chỉ làm sao cố gắng để mà trấn tĩnh cái tâm của mình lại thôi. Thì lúc đó đó, cái tâm của cái người biết Phật pháp, cái tâm của cái người mà hướng thiện đó, luôn luôn lúc nào cũng mong có một cái lời kinh hay là có một cái lời sắp tấn liên quan tới Phật pháp. Tại vì muốn tu mà, tại vì muốn hành làm thiện mà, sợ rồi, lúc đó là rất là hoảng sợ. Cho nên cái việc mà thỉnh chư tăng về nhà, chư tăng đến cái nơi mà để mà trong cái giây phút quan trọng như vậy đó, thì cái người mà có hiểu biết đó, cái người có cái khéo léo đó, hãy cung thỉnh chư tăng. Thay vì mình chỉ là cung thỉnh chư tăng tụng kinh, cầu an, chiêu phước cho chư thiên, chư chúng sanh này kia nọ, thì chúng ta hãy có một cái lời thỉnh rõ ràng, tức là thỉnh chư tăng có cái lời sắp tấn đến cái người bệnh, cái người hấp hối, hoặc là đến cho gia đình cần cái sự sắp tấn chia sẻ của chư tăng liên quan đến cái Phật pháp. Thì lúc đó chư tăng sẽ sẵn sàng để mà nói rõ ràng về cái già, cái bệnh, cái chết,
cái phương pháp làm sao để mà trấn tĩnh tinh thần, trấn an cái người hoảng sợ, vân vân. Thì quý vị thấy trong trường hợp này Đức Phật ngài đã nói lên một cái thời pháp mà đi trúng cái mục tiêu. Đi trúng cái mục tiêu đó là cái tâm của cái người cha đó, cái người cha là cái người đang cái tuổi già lớn tuổi đó, mà đang trong cái buổi lễ cầu an cho ông đó. Ông sống cuộc đời rất là tốt đời đẹp đạo, nhưng mà ông lại không có một cái công đức gì hết gọi là rõ ràng để chuẩn bị cho cái kiếp tái sanh. Thì Đức Phật ngài nói lên hai cái câu kệ cũng như là cái lời sách tấn của ngài, thì ông lập tức, quý vị thấy rằng ông lập tức chứng được quả Tu Đà Quần. Quý vị thấy còn lợi ích gì nữa hay không? Ngay trong cái giờ cuối cùng của rồi, không còn được bao nhiêu thời gian nữa mà được một vị Phật thuyết lên cái đề pháp về sự thật cuộc đời, và chính giờ như vậy mà ông chứng được cái quả dự luôn. Còn cái gì hạnh phúc bằng nữa thưa quý vị? Còn cái gì hạnh phúc bằng nữa? Nếu như mà chúng ta bây giờ đã, chúng ta nghe pháp thường nè, chúng ta nghe kinh thường nè, mà trong cái giờ mà chúng ta đang ở trên giường bệnh thôi, bình thường thôi, không cần phải là bệnh nan y hay là bệnh hấp hối, mà chúng ta đang bệnh mà chúng ta không có đi đứng được đó. Chúng ta phải nằm một hai ngày đó. Mà có cái sư nào điện thoại, có cái người Phật tử bạn đạo nào mà điện thoại hỏi thăm, mà nhắc về một cái câu kinh, một cái lý pháp nói về cái sự thật cuộc đời, phải chịu cái bệnh, phải chịu cái sự vô thường, làm cho chúng ta thực sự ra rất là mang ơn người đó. Bởi vì chúng ta đã được từng quen thuộc, từng luyện tập suy nghĩ cũng như là thực hành về những cái pháp này rồi. Và trong cái lúc mà bệnh như vậy đó, chúng ta cần cái lời sách tấn, mà không phải là cái lời của cái người thế gian. Cái lời của người thế gian là cái lời khách sáo, cái lời lịch sự, cái lời nói để cho mát lòng đẹp dạ, cho mát lòng đẹp dạ. Nhiều khi nó cũng có cái tác dụng là trấn an cái người đó, nhưng mà trấn an nó được một lúc một thời thôi. Còn cái Phật pháp đó, làm cho người đó vỡ òa trong cái hạnh phúc, vỡ òa trong cái hạnh phúc. Bởi vì trong cái thời kỳ này chúng ta không có nhiều cái vị có khả năng giống như là trong thời kỳ của Đức Phật và có các vị thánh tăng. Với cái khả năng hoặc cái oai lực của các vị đó, cái uy đức của các vị đó, thì cái lời pháp, cái lời nhắc nhở nó có cái tác dụng rất là mạnh mẽ. Nó có cái lực rất là mạnh, cho nên cái người nghe họ có thể cảm nhận và họ có thể chứng được các cái tầng thiền đạo quả một cách nhanh chóng như vậy. Do vì thời hiện tại thì chúng ta không có được những cái điều kiện đó mà thôi. Nhưng mà nó vẫn còn một cái tác dụng, đó là làm cho cái đương sự hướng tâm về Phật pháp, có cái tư tưởng suy nghĩ về cái Phật pháp. Và cho dù là cái vô thường nó đến ngay lúc đó, cái người đó mệnh chung, thì cái tư tưởng đó, cái dòng suy nghĩ đó, nó sẽ dẫn cái người đó đi vào những cái con đường tái sanh tốt đẹp, và dẫn cái người đó quay lại với Phật pháp, dẫn người đó quay lại với Phật pháp. Ở trong câu 237 này chúng ta thấy rằng đời ngươi nay sắp tàn, tiến gần đến Diêm Vương, giữa đường không nơi nghỉ, đường trường thiếu tư lưu. Đây là cái câu kệ ngôn mà Đức Phật này cũng thuyết lên vào cái ngày thứ hai, tức là cái ngày đầu tiên á, thì thỉnh Đức Phật Chư Tăng Trê Tăng, rồi hoan hỷ quá, gia đình hoan hỷ quá mới thỉnh thêm một ngày thứ hai nữa. Thì cái ngày đầu tiên Đức Phật ngài nói hai câu kệ là 235 và 236. Và cái ngày đến ngày kế tiếp đó thì Đức Phật ngài nói lên hai câu kệ 237 và 238. Và kết thúc cái
cái buổi trai tăng thuyết pháp cái ngày thứ hai đó, thì cái đương sự là cái người cha già lớn tuổi đó chứng được quả A-na-hàm, chứng được quả A-na-hàm. Quý vị thấy khiếp không? Quý vị thấy một cái sự mà sắp tấn của Đức Phật đối với ông, và cái niềm tin cũng như là cái yếu tố mà tác động trong cái giây phút quan trọng, nó có cái khả năng để mà hướng tâm của ông qua cái tầng thiền đạo quả tu đầu hoàng cho đến A-na-hàm. Thì cái người này khỏe rồi, A-na-hàm là quá khỏe rồi, thật ra tu đầu hoàng là quá khỏe rồi, quá khỏe rồi, không còn gì để mà lo lắng nữa. Và đây trong cái trường hợp này á, có một cái điều mà Tịnh Đạt cũng xin được chia sẻ thêm. Đây là những người con, quý vị thấy, những người con của ông á, biết rằng là cha của mình từ đó tới giờ đó là sống hiền với bà con, sống tốt với đời, nhưng mà không có cái thiện pháp nào hết, cho nên mới tổ chức để mà làm phước trai tăng để cho ông có cái công đức. Đây là yếu tố gì ạ? Đây là cái hiếu đạo của người con. Mà quý vị thấy rằng á, cái hiếu đạo này sao? Được Đức Phật ngài thuyết pháp, ngài giảng đạo cho đến khi ông đắc được tu đầu quần A-na-hàm thì không còn phải lặn hụp trong dòng sinh tử này nữa rồi, không còn lo nữa rồi. Thì phải nói rằng cái công đức của những người con này phải nói là cực kỳ lớn. Đây là một cái cách báo hiếu mà không có cách báo hiếu trên đời nào mà có thể sánh bằng được. Tịnh Đạt nói rằng không có cái cách báo hiếu mà giấy mực hay là tặng quà cho tiền hay là đồ ăn thức uống, ba mẹ mình lo lót kế bên hàng giờ hàng ngày để mà chăm sóc, không có cái cách báo hiếu nào mà nó tuyệt vời hơn cái cách báo hiếu hướng dẫn cho cha mẹ vào trong thiện pháp và tạo điều kiện cho cha mẹ để mà hiểu Phật pháp. Và trong trường hợp này là chứng được, thấy được Phật pháp bằng kinh nghiệm của mình, là chứng được thánh đạo thánh quả luôn, thì không có cái gì còn tuyệt vời hơn nữa. Phải nói là những người con này, phải nói là những người con rất là hiếu đạo và biết cách để hiếu đạo, biết cách để hiếu đạo. Không thôi đó là sao? Có những người con đó, ở trong xã hội đó, sư thấy rằng thấy cha mẹ ăn uống, già lớn tuổi thì ăn uống nó cũng khó khăn, ăn uống thì phải ăn cái này ăn được, cái kia ăn được. Nhiều khi á, cái đồ mua ngoài chợ đó, cái đồ sống về mình làm á, nó đủ cái độ tươi mới ăn được. Còn cái mua về mà đồ đã làm sẵn á, nguội rồi, ăn lại không ngon miệng. Cái người con thấy như vậy á, thấy thương cha mẹ, cho nên mua cái đồ sống về để mà chế biến thức ăn đem lên cho cha mẹ. Thì ở ngoài đời người ta cho là người con nó biết điều, nó có hiếu. Nhưng mà theo cái quan điểm Phật giáo hay là theo cái quan điểm mà nhân quả nghiệp báo, thì đó là một cách hại cha mẹ. Bởi vì mình mua cái đồ tươi, đồ sống mà mình về mình làm đó, thì có nghĩa là mình trực tiếp sát sanh, và mình đem mình dâng cho cha mẹ thì nó cũng cộng cái nghiệp đó, cộng cái của cái sát sanh đó. Ở ngoài thì người ta cho là điều đó là điều tốt, nhưng mà ở trong Phật giáo lại là điều không tốt. Tịnh Đạt cũng cố gắng về quê đó, về nhà Tịnh Đạt nói về cái chữ báo hiếu rất là nhiều lần, và cố gắng để cho mọi người ở nhà nó cảm nhận được cái từ báo hiếu, nó xuất phát từ cái việc đó là làm sao mà tạo điều kiện cho ba mẹ đến với Phật pháp, hiểu Phật pháp, tự mình tu lấy. Phải nói là đó là một cái sự báo hiếu rất là ý nghĩa và rất là to lớn đối với một người con. Đối với một người con.
Thì sẵn trong cái tích truyện này thì Tịnh Đại xin thêm được một tí xíu về cái vấn đề đó là những người con có hiếu. Ở trong câu 237 chúng ta thấy rằng đời ngươi nay sắp tàn, tiến gần đến Diêm Vương, giữa đường không ngơi nghỉ, đường trường thiếu tư lương. Thì đây là Đức Phật Ngài đang nói về cái thời điểm cuối cùng của cuộc đời. Đời ngươi nay sắp tàn rồi, sắp tàn rụi là sắp hết tuổi thọ rồi, sắp gần đất xa trời rồi, tiến gần với Diêm Vương nữa, thì đó là xác định đó là coi như là tuổi thọ không còn được bao nhiêu nữa, chuẩn bị đi qua thế giới bên kia rồi. Thì cái câu mà giữa đường không ngơi nghỉ, đường trường thiếu tư lương đó, chúng ta cần phải hiểu như thế nào. Ở trên cái đường mà chúng ta đi từ điểm A đến điểm B đó, khi mà chúng ta mệt đó, thì chúng ta có thể dừng chân để nghỉ, đúng không? Chúng ta có thể dừng lại những cái điểm dừng chân để mà chúng ta nghỉ ngơi ở trên cái chuyến đường dài. Nhưng mà đối với cái cuộc sống cũ đi qua cái cuộc sống mới ấy, thì không có cái điểm để mà dừng lại, cũng như là chờ đợi, không có điểm dừng lại để chờ đợi. Không có phải là chúng ta thấy cái chết nó gần kề rồi, cái chết nó kế bên rồi, chúng ta lại kêu khoan chờ đã, chờ đợi để mình đi làm phước, để mà mình cúng dường, để mình tạo công phước công đức. Không có chờ được. Khi mà cái chết nó đến là nó đến, và nó đến rồi nó sẽ tái sinh ở cảnh giới khác một cách không có gián đoạn. Cho nên chúng ta thấy rằng giữa đường không nơi nghỉ là cái việc mà cái chết nó đến không báo trước, cũng không có cái việc mà chờ đợi để mà chúng ta có kịp thời gian để chuẩn bị. Đường trường thiếu tư lương tức là khi mà cái chết nó đến, một người không có lo xa, một người không có cái tầm nhìn rộng ở trong cái đời sống tương lai, chỉ biết lo một là hưởng thụ cái quả mà chúng ta đã từng tạo ở trong cái quá khứ. Bây giờ chúng ta chỉ hưởng thụ, tức là quả nó sanh lên, chúng ta có sức khỏe, chúng ta có sắc đẹp, chúng ta có tiền, chúng ta có gia đình hạnh phúc, chúng ta có điều kiện, rồi chúng ta hưởng thụ. Hưởng thụ với cái sự đó là xài cái đồ cũ, xài cái phước cũ. Thứ hai là chúng ta đang phải gánh chịu những cái quả ở trong quá khứ. Bây giờ chúng ta phải thiếu thốn, chúng ta phải lăn trôi, chúng ta phải nỗ lực để mà mưu sinh từng ngày, kiếm ăn từng bữa. Chúng ta phải đầu tắt mặt tối. Đó là chúng ta đang phải gánh chịu. Và chính vì hai cái thái độ mà hưởng thụ và gánh chịu, nó làm cho chúng ta không có nghĩ đến ở trong cải thiện, ở trong cái tương lai. Một người hưởng thụ thì không nghĩ đến cái việc mà để dành cho cái tương lai. Một cái người gánh chịu thì không có cái thời gian công sức để mà nghĩ đến cải thiện trong tương lai. Thì chính vì hai cái thái độ mà hưởng thụ và gánh chịu này đó, làm cho một cái người đó là đường trường thiếu tư lương. Hai cái thái độ, cả hai cái thái độ. Bởi vậy mà chúng ta lấy mắt thường, chúng ta nhìn ở trong cuộc sống này đó, một cái người mà giàu sang phú quý hay là một người nghèo khổ bần cùng, chúng ta khoan ha vội đánh giá cuộc sống tương lai của họ sẽ về đâu. Chúng ta còn nhớ cái pháp bốn chi mà từ tối đến tối, từ sáng đến sáng, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng không? Thì một cái người giàu có đầy đủ quyền cao chức tước, một cái người có đầy đủ điều kiện, và một cái người đang ở tầng thấp nhất của xã hội phải chịu nhiều cái khinh miệt, cái đắng cay, cái khổ nhọc. Nhưng mà chúng ta sẽ không đánh giá được họ chuẩn bị gì cho cái tương lai. Nếu như cả hai cái người này thái độ là hưởng thụ
là gánh chịu thì tương lai của họ cũng không có tốt đẹp gì. Nhưng cả hai biết nghĩ đến cái tương lai, biết để dành cho có cái để mà xài trong tương lai, hay là với những người nghèo khổ biết nghĩ đến lý do mình nghèo khổ là mình không có phước báo, mình không có từng tạo công đức. Bây giờ mình phải cải thiện nó bằng cách đó là làm việc tốt, nghe kinh, đọc kinh, niệm Phật, hành thiền, rồi trong khả năng của mình thì mình giúp đỡ, san sẻ, chứ không phải nhất thiết là phải có tiền mới làm phước được. Thì đó là cái thái độ của cái người biết nhìn xa, biết cái người biết cái là hiểu Phật pháp, hiểu cái vận hành của nghiệp báo nhân quả, thì chúng ta sẽ có được một cái đời sống như chúng ta là mong muốn. Bây giờ chúng ta đầu tư thì chúng ta sẽ có được cái khoản lời thôi. Chúng ta lại không có chịu mà vấn dấn thân vào, không có chịu làm để mà có cái lời đó, thì tương lai sẽ mờ mịt thôi. Thì cái chuyện đó rất là dễ hiểu. Thì trong cái câu 237 này, Tịnh Đạt xin được chia sẻ nội dung đó là về việc chúng ta hãy chuẩn bị cho mình ngay trong hiện tại này là về phước báo, về cái tinh thần, và nhất là cái tinh thần đủ khả năng để mà đón nhận những cái lời chia sẻ của chư tăng, của bạn đạo về sự thật cuộc đời. Khi mà chúng ta gặp sự cố, hay là chúng ta đến tuổi già, tuổi bệnh và cái lúc lâm chung, đó là một cái quá trình, thưa quý vị, một cái quá trình chuẩn bị, chứ không dễ gì mà chấp nhận đâu. Trên cái giường bệnh, cái giường hấp hối mà nghe nói gì cái chết, nó nghe nói gì cái khổ này kia nọ, thì những người có tu mới chấp nhận được, và họ rất là hoan hỷ. Cái thứ nữa đó là Tịnh Đại xin chia sẻ thêm trong cái câu chuyện về cái hạnh hiếu thảo của một người con đối với những bậc ân nhân, nhất là đối với bậc cha mẹ sinh thành, là hướng dẫn và tạo điều kiện cho ba mẹ làm phước cúng dường, hướng về thiện pháp. Thì đó là cái nội dung mà Tịnh Đại xin được chia sẻ trong cái câu kệ ngôn pháp cú số 237 này. Xin được kính chúc chư tăng và các quý vị được sự an vui tấn hóa, và chúng con xin được tri ân chư tăng và tất cả quý vị đã tham gia diễn đàn ngày hôm nay. Và Tịnh Đạt cũng xin được thông báo lại, đó là ngày chủ nhật tới này là cái buổi ôn tập cuối tuần, chúng ta sẽ nghỉ một buổi ngày 19 tháng 6, do cái duyên sự đó là Tịnh Đạt sẽ phụ tiếp với các sư ở chùa tạo dựng cái trại hè Asoka cho các bé. Mong rằng các quý vị cũng được sự hoan hỷ ở trong cái thiện sự này. Và một lần nữa con xin được kính chúc chư tăng và tất cả quý vị được sự an vui tấn hóa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, mời cô Cẩm Vân trở lại với diễn đàn ạ. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt đã giảng bài học số 237 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến Thượng Tọa Minh Hạnh.